bờ quán một chiếc là chiếc thuyền nan. Tốt nghiệp loại giỏi khoa thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nhưng Tuyến Nhật Minh lại được khán giả biết đến với tư cách là người dẫn chương trình cho nhiều sự kiện lớn. Dẫu tình rằng cô cả cô hai nay đây. Chàng trai đa tài này sở hữu chất giọng nồng ấm nên khả năng ngâm thơ của anh còn chinh phục được tình cảm của cả những người yêu thơ. Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát, máu xương kia rằng rặc suốt ngàn đời, hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất, dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi. Tuyến Nhật Minh, giọng ca gốc Thái Bình, hy vọng sẽ mang tới các bạn một bữa trưa vui vẻ.